Sau việc chu cấp cho con sau ly hôn, kẻ tiền tỷ, người không một xu. Chồng Hồng Nhung chu cấp khoản tiền lớn cho con sau ly hôn. Được biết Hồng Nhung và chồng đã chính thức kết thúc cuộc hôn nhân vào cuối năm 2017. Theo nguồn tin độc quyền của báo, sau khi ly hôn, mỗi tháng Kevin, chồng cũ của Hồng Nhung, phải chu cấp 105 triệu đồng cho hai con. Số tiền này bao gồm tiền phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Trước đó, mức chu cấp cho các con sau cuộc ly hôn của Sao Việt cũng từng khiến nhiều người xôn xao. Bằng Kiều chu cấp cho con khoản tiền khổng lồ. Cụ thể năm 2015, khi Bằng Kiều bị dư luận chỉ trích vì nghi ngờ rũ bỏ trách nhiệm với ba con trai sau khi ly hôn, Dũng Tyler, chồng ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ rằng Bằng Kiều chu cấp cho vợ và ba con trai số tiền 100.000 đô khoảng hơn 2 tỷ tiền Việt mỗi năm. Sau cuộc chia tay với người vợ đầu Ý An, Lam Trường từng bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con. Quá bức xúc, Lam Trường đã lên tiếng chia sẻ rằng trong 3 năm đầu tiên, anh đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp chi phí nuôi dưỡng con trai và vợ cũ. Tuy không tiết lộ con số chính xác, song mọi người đều biết rằng số tiền này theo quy định của pháp luật Mỹ là không hề nhỏ. Mới đây, Thái Hòa cũng chia sẻ rằng sau khi anh và Cát Phượng ly hôn, nam diễn viên vẫn chủ động gửi tiền chu cấp cho bé Bơm qua vợ cũ. Tuy nhiên, Thái Hòa thẳng thắn chia sẻ trên báo rằng việc chu cấp cũng không được đều đặn cho lắm. Diễn viên Lê Phương từng chia sẻ trên báo chí về cuộc chia tay giữa cô và người chồng là nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Trong những tâm sự về chồng cũ, Lê Phương đặc biệt nhắc đến trách nhiệm làm cha của Quách Ngọc Ngoan. Theo lời nữ diễn viên Cá Rô Anh Yêu Em, gốc Ngọc Ngoan không hề thăm hỏi cũng như chu cấp nuôi con trai bé Cà Pháo kể từ sau khi chia tay. Năm 2012, Ngô Kiến Huy vướng vào scandal con rơi ầm ĩ với Thủy Anh, em gái ca sĩ Thanh Thảo, khi cô hạ sinh cậu con trai Zaki Minh Trí. Nam ca sĩ thừa nhận giọt máu của mình, nhưng cho biết anh không hề có tình cảm với Thủy Anh khiến cô nhập viện vì sốc. Thủy Anh cho biết Ngô Kiến Huy chưa từng thăm hỏi con. Trong cuộc phỏng vấn với báo vào tháng 2014, Thủy Anh tiết lộ, từ lúc tôi sinh bé Zaki đến bây giờ, Huy chưa từng nhắn một tin nào hỏi thăm con trai, chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp. Ca khúc Hương Tràm vừa ra mắt từng được Diệp Lâm Anh thể hiện mà không được nhạc sĩ Tuấn Dưa đồng ý. Trong buổi họp báo ra mắt MV Duyên Mình Lỡ, Hương Tràm và nhạc sĩ Tuấn Dưa đã dành thời gian chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Chiều 29 tháng 6, Hương Tràm tổ chức buổi họp báo ra mắt MV mới mang tên Duyên Mình Lỡ. Đây là bản ballad ngọt ngào của nhạc sĩ Tuấn Dưa, đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm trên đường đua V-pop sau gần một năm kể từ khi ra mắt MV Em Gái Mưa. Tuy nhiên, trước khi Duyên Mình Lỡ được Hương Tràm sở hữu chính thức, trên các trang nghe nhạc đã từng đăng tải ca khúc này dưới một tên khác là Cho Nhẹ Lòng Hơn do Diệp Lâm Anh thể hiện. Trong buổi họp báo, nhạc sĩ Tú Dư giải thích, trước đây anh từng gửi demo ca khúc này, được anh hát trên nền piano cho quản lý của Diệp Lâm Anh. Sau đó về nhà, anh bất ngờ khi thấy ca khúc của mình xuất hiện trên một trang nghe nhạc trực tuyến. Không có bất cứ thông tin gì mà còn đề tên bài hát đó của nhạc sĩ khác là Phan Mạnh Quỳnh. Bản thân tôi cảm thấy rất khó chịu và đã trao đổi ngay với phía Diệp Lâm Anh, cũng như đưa công văn lên cục tác quyền, rằng bài hát này tôi chưa hề hoàn thành và công bố. Bài hát là tài sản của nhạc sĩ, làm sao tôi để đứa con của mình ra lung tung được. Sau đó, quản lý của Diệp Lâm Anh có xin lỗi tôi vì nghĩ rằng tôi gửi demo để cô ấy làm sản phẩm. Trên cục tác quyền cũng giúp đỡ bằng cách hạ tất cả những gì liên quan tới bài hát xuống. Còn bản với Hương Tràm mới là bản chính thức. Bài hát này tôi làm thực sự rất tâm huyết, Hương Tràm góp ý tới nửa năm mới ra bản hoàn chỉnh, nhạc sĩ nói. Hương Tràm diện áo tay nhúng bèo, phối chân váy bút chì. Hương Tràm chia sẻ trong buổi họp báo, đây là sản phẩm cô thay cho lời xin lỗi, gửi đến người yêu cũ nhiều năm về trước. Hoàng Anh gạo nếp gạo tẻ nói về độ ghen tuông của vợ khi thấy cảnh hôn Băng Di trong phòng tắm. Vay công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ là một bước lộ sát ngoạn mục của Hoàng Anh. Nam diễn viên điển trai đã có những chia sẻ khá thú vị về vai diễn và cuộc sống của mình. Nhưng vượt công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ hoàn toàn khác với tất cả vai diễn trước đây của anh, khiến khán giả vừa thương vừa ghét anh có phải cân nhắc nhiều khi nhận vai diễn nặng ký này. Vai này với tôi là một cơ duyên. Lúc đầu chị Thạch Thảo mời tôi vào vai chú Quang. Không biết có trục trặc gì, chị ấy đã gọi lại và đổi vai công nặng hơn một chút cho tôi. Chị ấy nghĩ tôi sẽ làm được nhân vật này, tôi mới nhận kịch bản về nhà đọc và cảm thấy nhân vật này khá lạ, khác hoàn toàn những vai diễn trước đây của tôi. Chị Thạch Thảo bảo tôi xem phiên bản Hàn Quốc có tên là One Family để diễn giống vậy.
Tôi cố gắng coi một hai tập thì dừng lại. Tôi thấy bản thân không nên xem nữa, vì xem hết phim đó tôi sẽ diễn giống người ta. Tôi muốn diễn theo cách của riêng mình. Cứ thế tôi diễn theo bản năng, suy nghĩ và cảm nhận của tôi. Phay Công không phải là một vai diễn dễ nuốt. Nó vừa dễ thương, vừa dễ ghét, vừa con nít, vừa người lớn. Đôi khi tôi đang diễn, nhưng đoàn phim không xếp lịch tiếp tục. Phải 3-4 ngày sau tôi mới được diễn tiếp. Ngay lập tức tôi bị căng, vì trở lại làm chính mình. Chị đạo diễn bảo, không được, em phải thả lỏng người ra, em mới là Công. Chứ em diễn vậy, em là Hoàng Anh rồi. Tôi không ngờ khán giả lại thích vai diễn của tôi như vậy. Nhiều bình luận trái chiều về nhân vật Công trên mạng xã hội. Đây có phải là nhân vật đầu tiên khiến anh gặp nhiều phản ứng của khán giả? Đây là vai lạ nhất cũng là vai khó nhất của tôi trong suốt 10 năm đóng phim. Từ trước tới giờ, vai đểu thì cho đểu luôn, ác cũng ác luôn, hiền cũng hiền luôn. Vai Công này lại khá bấp bênh, khiến nhiều người muốn ghét cũng không được, muốn thương cũng hơi khó. Đôi khi, tôi bị cuốn vào vai Công. Khi tôi quay xong, về đến nhà, tôi vẫn chưa thể thoát vai, cứ tương tự giống nhân vật Công trong phim. Tôi bị nhiễm luôn. Sau khi xong phim thì tôi mới có thể thả lỏng, ghim lại cảm xúc và trở lại làm Hoàng Anh. Có vài khán giả vẫn chưa quen tôi với nhân vật Công mà đã ấn tượng với những vai diễn trước đó. Tuy nhiên dần dần khán giả sẽ quen hơn. Là một diễn viên tôi muốn trải nghiệm với nhiều vai diễn khác nhau để chứng tỏ bản thân là diễn viên có thực lực. Tôi không sợ mất fan. Tôi nghĩ khi khán giả đã thích tôi rồi, tôi có đóng vai gì khán giả cũng sẽ thích. Từ phim Ải Trần Gian, khi tôi đi ra đường mọi người gọi tôi là cậu Ba Lâm. Còn bây giờ mỗi lần khán giả gặp tôi đều nói Công kìa, rồi Hương đâu, sẽ lại bỏ Hương như vậy. Rất thú vị. Trong phim có cảnh anh hôn Băng Di trong phòng tắm, anh có phải hỏi ý kiến của bà xã khi đóng cảnh này không? Tôi không có hỏi ý kiến của bà xã. Tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ cho phép, vì ngay từ đầu khi đến với bà xã tôi đã là một diễn viên. Khi vợ tôi đã chấp nhận kết hôn với tôi, vợ tôi sẽ phải thông cảm khi tôi đóng phim, chắc chắn phải có những cảnh diễn tình cảm thân mật. Nhắc lại cảnh nóng này cũng là một kỷ niệm của tôi và Băng Di. Khi tôi quay cảnh đó trong một resort ở Long Hải, chỉ có 2 ngày mà đến mấy chục cảnh quay. Vì thế chúng tôi phải quay liên tục, chỉ nghỉ được 2 tiếng tại chỗ, nên ai cũng rất mệt và đờ người. Tôi và Băng Di cũng đã diễn với nhau nhiều lần. Tôi mới nói nhỏ với Băng Di là em được không? Anh thì được rồi đó. Tội nghiệp Di lắm, Di phải nằm trong bồn tắm, Di bị lạnh, bị căng thẳng. Sau đó, hai chúng tôi có cảnh ngồi ngoài hồ bơi lúc 2 giờ sáng. Trời ở ngoài nhiều gió, cả hai cũng đã rất mệt. Di mệt đến mức bị cứng họng không nói được. Đoàn làm phim phải dừng lại một chút để Di bớt mệt mới quay tiếp. Đó là một kỷ niệm trầy da chóc phẩy với chúng tôi. Vợ anh có ghen không? Vợ tôi ghen lắm. Vợ tôi nói em tin anh, nhưng em không tin mấy người khác. Tôi nói gì vợ tôi cũng tin, vì yêu tôi chắc chắn phải tin tôi. Khi tôi độc thân, đôi khi khán giả nữ nhắn tin cho tôi thường xuyên tương tác trả lời. Từ khi có gia đình tôi hạn chế lại. Khi có con, điều gì thay đổi lớn nhất ở anh? Tôi không sợ già nữa, tôi thấy mình già một chút cũng không sao. Tôi sợ tôi không ở bên cạnh con khiến tình thương cha con không có nhiều. Tôi đang thèm khát được gần con tôi. Cưới gần 2 năm mà Hari Won dùng chồng như phá. Không ít ông chồng cũng tàn tạ vì rơi vào tay loạt người đẹp này. Nhan sắc của các mỹ nam Việt đi xuống đáng kể từ sau khi lấy vợ. Trấn Thành sụp đổ vì bị khán giả chê béo như con đun dừa. Lúc chưa lấy vợ, Trấn Thành sở hữu vóc dáng chuẩn, khuôn mặt góc cạnh. Tuy nhiên sau khi kết hôn với Hari Won, làm MC ngày càng xuống sắc. Thân hình tăng cân thấy rõ, khuôn mặt phát tướng và nọng cầm xuất hiện, khiến người hâm mộ không nhận ra Trấn Thành. Nhiều người hài hước cho rằng Hari dùng chồng như phá, mới 2 năm về chung một nhà mà đã hại nhan sắc ông xã thành ra sơ sát. Không chỉ Trấn Thành mà không ít mỹ nam phát tướng sau khi lấy vợ. Từ những soái ca, không ít chàng bị vợ dùng như phá trở nên tàn tạ già hẳn đi, vòng eo săn chắc cũng biến thành bụng bia. Ông xã của Ngọc Duyên là ví dụ, khi mới cưới vẫn trẻ trung thon gọn. Vậy mà sau năm kết hôn, chồng Việt Kiều của Ngọc Quyên thay đổi về ngoại hình khiến ai cũng phát hoảng. Ông xã hậu Ngô Trà My được đánh giá điển trai lịch lãm trong bộ vest chú rể. Tuy nhiên, chỉ sau một năm vì được vợ chăm sóc mắt tay mà anh chàng đã bắt đầu có dấu hiệu phát tướng. Trong khi bà xã ngày càng trẻ đẹp thì Bình Minh lại xuống sắc dễ dàng nhận thấy. Sự khác biệt một trời một vực của Bình Minh ngày ấy và bây giờ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Việc tăng cân và để kiểu tóc không hợp khiến hình tượng nam thần của Bình Minh trong mắt nhiều fan nữ sụp đổ hoàn toàn. Không thể im lặng, chủ show diện tố cáo Hương Giang đã chảnh chọe lại còn đổ tội ekip.
đổ lỗi cho ekip của nhà thiết kế không nhắc nhở mình ra sân khấu. Trong màn chào kết, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bị nhà thiết kế Hà Duy cho rằng có thái độ chảnh chọe ngôi sao. Vừa qua, show diễn The Harmony của nhà thiết kế Hà Duy diễn ra với sự xuất hiện của hàng loạt hoa hậu, á hậu đình đám. Trong đó, á hậu Thanh Tú đảm nhận vai trò mở màn, Hồng Quế là vedette của màn 1, hoa hậu Phạm Hương và hoa hậu chuyển giới Hương Giang là vedette kết màn. Tuy nhiên, trong màn kết cuối cùng, khán giả ngỡ ngàng khi thấy Phạm Hương xuất hiện trên sân khấu một mình mà không có sự xuất hiện của Hương Giang. Theo thông tin ở hậu trường, Hương Giang đã tỏ ra rất buồn vì không thể ra diễn. Cô ngồi đợi ở phòng make-up và nghĩ rằng sẽ có người trong ekip sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Tuy nhiên, đã không có ai đến nhắc Hương Giang. Điều đó khiến cô bị trễ hẹn với khán giả. Sau show diễn, Hà Duy có gặp gỡ Hương Giang để tìm hiểu câu chuyện. Bản thân anh và Hương Giang đều buồn vì sự cố xảy ra. Những tưởng sự cố này đã êm xuôi, thì cách đây không lâu, nhà thiết kế Hà Duy bất ngờ đăng đàn trên Facebook cá nhân với tâm trạng vô cùng bức xúc. Theo đó, nhà thiết kế cho biết, "Tôi là nhà thiết kế và tôi có quyền cắt diễn bất kể người mẫu nào không xuất hiện khi màn trình diễn đã tới trong show diễn của tôi. Và một nhà thiết kế khi lựa chọn vedette sẽ không bao giờ có chuyện bỏ quên người mẫu trong hậu trường. Trong tất cả những show diễn tại Việt Nam hay nước ngoài, mọi người mẫu tham gia đều phải làm việc chuyên nghiệp và chú ý phần biểu diễn của mình, standby khi khỏi biểu diễn bắt đầu." Anh khẳng định, việc đổ lỗi cho ekip không có người nhắc mình để ra trình diễn là hoàn toàn thiếu ý thức và sự chuyên nghiệp không có, và đặc biệt không có một lời xin lỗi nào mà chỉ trách ekip sản xuất. Tất cả các người mẫu, nghệ sĩ tham gia chương trình đều dành thời gian luyện tập cùng tất cả mọi người và theo dõi, bám sát chương trình, duy chỉ một người là không. Bên cạnh đó, khoảng cách từ nơi thay đồ đến sân khấu vỏn vẹn 50m, chính vì vậy, không lý nào tôi dành công sức để đón mời một nhân vật đến với đêm diễn của mình để lại xảy ra với câu chuyện ekip không tìm thấy hay không nhắc nhở. Đặc biệt, nhà thiết kế còn cho rằng Hương Giang Idol tuy mới nổi nhưng đã chảnh chọe, tỏ thái độ ngôi sao, anh viết, "Tôi không hài lòng khi ekip của mình bị đổ lỗi bởi sự thờ ơ và niềm tin của tôi đặt sai chỗ. Hơn 100 người lao động chỉ để một chương trình thời trang diễn ra suôn sẻ và sự chuẩn bị cho những màn xuất hiện đúng như ý đồ của ekip, thì một cá nhân lại chờ đợi sự chăm sóc và nhắc nhở nhiều lần mới ra sân khấu, lý do bởi vì cô ấy là một ngôi sao mới nổi và được mời trình diễn vì mối quan hệ quen biết." Cuối cùng, nhà thiết kế nhắn nhủ, "Tôi nói ra điều này để tất cả các nhà thiết kế, những thương hiệu thời trang uy tín hãy biết chọn mặt gửi vàng và lựa chọn người truyền tải thông điệp của mình chính xác nhất." Liên lạc với nhà thiết kế, anh cho biết mình vẫn chưa hết bức xúc và không ngại khi nói ra những điều này trên trang Facebook cá nhân của mình. Về phía Hương Giang Idol, ekip của cô hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc này.